Tôi muốn hỏi sau một câu đó là khoa học thực chất là phải thực nghiệm chứng minh, có bằng chứng đầy đủ, thì tại sao bây giờ người ta lại nói là khoa học tâm linh, vậy lấy bằng chứng lấy thực nghiệm thôi để nói được nó là khoa học? Thôi giờ đầu tiên cái câu hỏi này rất là hay. À, cái khoa học là cái gì phải chứng minh nha. À, phải chứng minh, mà nhiều khi cái chứng minh á là phải bỏ bao nhiêu là năm, bao nhiêu là công phu. Thì cách đây thôi, bây giờ thầy nói ngắn hạn, có thể trước thời Đức Phật Thích Ca nữa, thì khi mà Đức Phật còn á, Đức Phật nói rằng Phật quán nhất bát thủy bát dạng tứ thiên trùng. Thì khi mà Đức Phật nói đây, có những người chứng ngộ thì thấy đây là sự thật. Phật quán trong một cái bát nước có bao nhiêu là ngàn vi trùng trong đó, tinh tế trong đó. Nhưng mà gần tới gần 2000 năm sau thì khoa học mới chế khám phá được cái kính hiển vi, mới nhìn thấy quả thật là trong mỗi cái chén nước là có bao nhiêu vi trùng trong đó. Rồi, quý vị thấy chưa? Đó, cho nên có những cái mà những người khoa học phải có tâm linh nó mới hiểu được. Cũng như cách đây mấy ngàn năm Đức Phật nói là ngoài, không ngoài trái đất mình, nó là tam thiên đại thiên thế giới. Thì sau mấy ngàn năm thì người ta mới phát hiện cái kính hiển vi, người ta nói ngoài cái trái đất mình nó còn bao nhiêu cái trái. Thấy chưa? Đó. Cái này á, thầy nói á, cũng như bây giờ thầy nói khoa học á, cái gì cũng phải đòi chứng minh hết, cái gì cũng chứng minh á. Nhưng mà nó chỉ là một cái giới hạn thôi. Cho nên thầy nói những cái khoa học, gọi là cái khoa học vậy đó, khoa học vật chất á, mới rờ cái ngón chân quyền bí của vũ trụ thôi, cái vỏ thôi á. À, cũng như bây giờ có những người đó, họ muốn bây giờ thôi thầy nói như chứng minh cho tụi con thấy, là bây giờ cái xã hội tiêu thụ, họ khuyến khích con người tiêu thụ làm giàu, nhưng mà nó không theo cái luật của vũ trụ, nó xáo trộn. Thôi bây giờ thầy nói nè, có những người rất là giàu có, à, nhưng mà những người đó sống chống lại cái luật vũ trụ, không có hiếu với cha mẹ, không có biết tri ân, thành ra cuối cùng chết rất là thê thảm. Thấy chưa? Đó. Bây giờ trở lại cái chuyện của thầy, cũng như là cách đây trên 50 năm, mà sau bao nhiêu năm thầy mơ ước được theo cái con đường của thầy Đường Tăng, được đến cái chỗ cội Bồ Đề. Thì khi đến cái cội Bồ Đề này, thầy xúc động lắm. Thì nhìn cái cây Bồ Đề, rồi mình cũng đọc lịch sử rồi, nhưng mà rồi mình thấy các nước đều có ngôi chùa, không có ngôi chùa Việt Nam. Thì thầy khấn rất là nhiều điều, nhờ cái thầy Quảng Nhân, thầy chỉ mấy cái mật pháp đó. Thì nhìn cái cây Bồ Đề, thầy khấn nguyện là học hành đàng hoàng, có công việc làm. Thì những cái điều đó thầy mơ ước, thầy ghi ra. Và cuối cùng đó, nó tất cả những cái lời mơ ước mình được thực hiện. Cũng như là mơ ước, hồi đó là không có miếng đất nữa, mà chớ mơ ước làm sao cái ngôi chùa, trong đó có một cái ngôi chùa hình ảnh Việt Nam, đi qua có những hàng tre, có những hàng cây, có những con đường khúc khỉu. Bây giờ quý vị thấy, thầy ngồi thầy suy nghĩ cái này là làm sao mà học được. Mà đặc biệt là bây giờ các nước ở đây họ có rất nhiều tiền, họ muốn có một cái khung cảnh giống như mình, họ không có được. Mà đặc biệt thầy là cái người học thức cũng ít, mà người vô danh tiểu tốt, mà khi mà làm những cái tác phẩm này, thầy không giống ta, thầy mới đi xin tiền. À, cái này nói cái nguyên lý này đó, muốn làm cái gì đó là mình phải có tiền, mà có tiền là mình phải đi đầu này đầu nọ mình xin, thấy không? Nhưng mà thầy cũng hơi cái này, thầy nói thật sự tụi con, cái này thầy cũng hơi kêu bằng, không biết dùng cái chữ nghịch ngợm có đúng không, là thầy muốn testing lại một cái giữa cái vật chất và tâm linh. Thì thầy chỉ là mơ ước thôi, thầy không có hứa, bởi vì
Nói là bởi vì làm cái chuyện mà cất chùa, làm những chuyện này nó nhiều thử thách lắm. Từ khi mà làm xong rồi đó, đúc cái chùa mình đó là thầy đi làm mướn, rồi Phật tử đóng góp, và thầy rất là tận kiệm, thầy làm. Nghĩa là hết sức tiếc từ bao xi măng, từ miếng gạch. Nhưng mà làm xong rồi đó là đúc được có cái nửa cái mái chùa thôi. Nửa cái mái chùa. Buồn lắm, mưa xuống ướt hết trơn mà không biết chừng nào xong. Thì nếu mà như thường đó là thầy phải chụp cái hình đó, thầy gửi các nơi cho người ta thấy rằng cái chùa mình nó dang dở như thế này. Yêu cầu mà thầy nghĩ thầy biên thế nào cũng ít nhiều gì người ta cũng sẽ gửi. Đồng ý chưa? Nhưng mà cái này thầy muốn làm ngược lại chút. Thầy thắp ba cây hương, thầy áp dụng cái mật cốt của thầy Quần Nhân bốn hướng. Con nói rằng các ngài tiền người ta cúng vào đây con không có đụng tới, mà tiền con để vào đây mà con gắng gắn hết sức mà con đúc rồi, bây giờ không còn tiền để mà đúc, mà mượn thì cũng được, đấy là thầy trả lại thầy mượn, thầy mượn. Thì bây giờ con nói ngài là con, cái tâm con là muốn cho cái chánh điện này nó xong đó, nhưng mà xin thì chắc con không đi xin. Thì giờ con nói con kỳ hạn, thưa các ngài là trong vòng 10 ngày nữa mà con không có ai gửi tiền là con xin bỏ con đi. Mà thầy nói thầy làm thiệt á, mà trong cái ý thầy muốn testing coi cái chuyện này có thật hay không. Thì 7 ngày đó thì tiền tứ tấp gửi tới, đúc xong cái hết gửi tiền nữa. Thấy chưa? Thì cái này đó khoa học không thể chứng minh được, mà cái này là mình phải ở trong cái đó. Cho nên cũng như tụi con nói, đây là phải có tu tập, cũng như mình để cái tay vào trong cái lửa thì mình biết nó nóng thế nào. Nó hay về chỗ đó. Cũng như bây giờ, thôi thầy nói có những người lãnh đạo trên thế giới, họ ghê lắm, cái đầu họ nghĩ là vậy đó. Có những nó giống như Thành Cát Tư Hãn, đâu phải là người tầm thường. Quánh từ Á Châu qua tới bên Âu Châu luôn, thống lãnh luôn, đi tới đâu vậy đó. Nhưng mà cuối cùng cũng trả cái nghiệp. Rồi tới những cái Alexander con, thấy chưa? Cho nên quý vị thấy về cái thế giới tâm linh này đó là nó rất là khoa học, nhưng mà quý vị phải có tu rồi quý vị mới thấy được. Cũng như bây giờ ở trên thế giới này, biết bao nhiêu là cái trường đại học, mỗi năm đào tạo bao nhiêu là chuyên viên về kinh tế, về business, về commerce, về management. Nhưng mà cuối cùng khủng hoảng là khủng hoảng. Thấy chưa? Đó, làm sao? Anh không giải quyết được. Cũng như bây giờ thầy nói, thôi nói đừng có nhiều, 300 năm đi. Từ khi mà cái nền văn minh cơ khí được xuất hiện, là người ta nghĩ là đem cái tiện nghi cho con người, để chi? Để hạnh phúc. Nhưng mà tới bây giờ không giải quyết được. Cho nên thầy nói cái vật chất á, nó quá giới hạn. Nó đốm lại là phải tâm linh, phải tu tập, phải thấy rõ. Cũng như là thế giới hiện nay đó, ai cũng muốn sướng, nhưng mà tại sao nhiều người khổ? Cũng như tại sao mà khí hậu hiện nay nó bị phá hủy? Là vì con người chúng sanh không tôn trọng môi sinh. À, cũng như nước Úc là cái nước mà cách đây 20 mấy năm đó, là các nước khác yêu cầu là nước Úc cần phải ký cái hiệp định bảo vệ môi sinh, nhưng mà những người lãnh đạo Úc đó, họ đâu có tin, mà cái họ muốn khai thác cái tài nguyên đó. Thế thành ra bây giờ nó có những cái tai nạn xảy ra đó. Cho nên tôi nói quý vị khoa học đó, mà những người mà muốn hiểu đó phải qua tâm linh. Đó. Thôi bây giờ thầy mới nói cái chuyện này đơn giản nè. Ở trên thế giới này có rất nhiều người giàu có, mà những người giàu có là thầy nói quý vị khỏi biết rồi đó. Cái đầu họ ghê gớm lắm. Họ bỏ ra một đồng, họ tính lấy mấy chục triệu đồng, nhưng mà cuối cùng tất cả đều tan nát hết. Cái điều này không phải là nó ngu, nó dữ dội lắm. Very cunning. Cái luật của vũ trụ, thấy không? Thì cái này là phải chỉ có người tâm linh mới hiểu được.